khu đô thị. Xin trân trọng giới thiệu trận thi đấu tiếp theo ở cân 60g nam diễn ra giữa hai vận động viên Nguyễn Đức Nguyện Thái Nguyên Đai Đỏ gặp vận động viên Nguyễn Văn Bắc Lâm Đồng Đai Xanh. Tổ trọng tài đoàn trận đấu, trọng tài 1 ông Nguyễn Nghĩa Hưng, trọng tài 2 ông Nguyễn Ngọc Tiến. Mời tổ trọng tài làm nhiệm vụ. Hiệp thứ nhất, vận động viên Đai Đỏ thắng. Thi đấu thứ hai, vận viên Đai Xanh thắng. Hiệp thi đấu thứ ba, vận động viên Đai Xanh thắng. Kết quả chung cuộc thắng với tỷ số 2-1.